Hello, xin chào tất cả mọi người Thì à, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 42 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Của tác giả Vong Ngữ, Nguồn Bạch Ngọc Sách, Nhóm Dịch Phạm Nhân Tông, Giọng Đọc Thì Của Lát Radio Rồi, nếu mọi người xem thấy hay á, à, thì có thể ủng hộ cho like, cho Lát like bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là phí Momo, Paypal, địa chỉ ngân hàng là có dán ở dưới mô tả video nha Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Thì ra là vậy sao? Nếu mọi chuyện như vậy á, thì cũng có thể giải thích rõ ràng vì sao với tu di của ngươi mà cũng có thể gia nhập vô thượng minh rồi. À phải rồi, ngươi nói cái mặt nạ và tính vật này á, là truyền thừa của tổ tiên ngươi hả? Hàng Lập nghe bạch Tố Viện kể lại, chậm rãi gật đầu hỏi tiếp. Mặt nạ này thuộc về một vị tổ tiên của Bạch Gia, chính là cái vị tiên nhân đảm nhiệm vị trí trưởng lão nội môn trong Trúc Long Đạo. Bạch Gia chúng ta dựa vào cái vị lão tổ đó mới có thể trở thành tu tiên thế gia, âm thầm quản lý, bách hữu quốc này về phần tính vật á, thì dĩ nhiên cũng là của cái vị tổ tiên đó rồi. Bạch Tố Viện giải thích. Nếu là như vậy thì tại sao ngươi không đi chút long đạo tìm cái vị lão tổ tiên nhân này xin lão ta tiêu diệt tên thiên ma đó? Hàng Lập khẽ nhướng mày hỏi. Theo gia gia ta nói, á, cái vị lão tổ này á, đột nhiên mất tích từ mấy nghìn năm trước rồi, không có chút tin tức gì cả. Tộc đã cử mấy vị trưởng lão hợp thế kỳ ra ngoài tìm kiếm nhưng cũng mất tích luôn. Từ đó về sau Thế lực của bạch gia chúng ta cũng dần dần đi xuống Bởi vậy Ông cố mới nóng lòng đổ kiếp Để trở thành chân tiên Cuối cùng lại bị thiên ma thư dịp đoàn xá Bạch Tố Viên vừa nói Vừa liên tục thở dài Hiện tại ta tạm thời không có cách nào xác thực được lời nói của ngươi. Chờ cho đến khi ta tận mắt thấy Bạch Tùng Thạch, nếu quả thực cả ta bị thiên ma đoạt xá, ta sẽ quyết định có ra tay hay không. Hàng Lập nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của thiếu nữ này. Nàng là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, vậy mà có thể ẩn nấp được dưới con mắt của một gã chân tiên trong nhiều năm như vậy. Điều đó chứng tỏ bản thân của nàng cũng không phải là người đơn giản. Trong lòng của hắn bắt đầu xuất hiện một tia phòng bị. Chuyện này... Được rồi, đầu tháng sau chính là đại điển Tế Thiên Cầu Phúc 10 năm mới có một lần của Bách Hữu Quốc. Đến lúc đó, hoàng đế sẽ dẫn theo gian dõi bá quan đi đến tế đàn ở trên núi Thái Nga để cử hành tế thiên. Bạch Tùng Thạch là tái sư, dĩ nhiên cũng phải đi theo. Lúc đó đã rời xa thành trì của Phạm Thục rồi. Có ra tay cũng giảm ảnh hưởng ở mức thấp nhất đó. Bạch Tố Viện chần chờ một chút, mở miệng nói. Ừ, cũng tốt đó. Hàng Lập nghe như vậy nhẹ gật đầu, coi như là đã quyết định mọi chuyện như vậy. À phải rồi, không biết xưng hô như thế nào với đạo hữu vậy? đôi mắt của bạch tú viện sáng ngời, mở miệng hỏi lệ phi vũ ở phía đông của dãy núi thái nga của bách hữu quốc thế núi hùng tráng phong cảnh tú lệ đỉnh thái nga là đỉnh núi cao nhất ở trong dãy núi được mệnh danh là đông nhạc thần sơn được dân chúng tại bách hữu quốc rất tôn sùng tương truyền rằng giữa thanh thiên bạch nhật đã có một vị chân tiên đắc đạo phi thăng tại đây văn nhân thi sĩ ở bách hữu quốc thường hay du ngoạn hay du sơn ngoạn thủy ở đỉnh thái nga này vì chuyện tương truyền mà ngâm thơ làm phú ca ngợi nơi đây. Đến nay, trên đỉnh núi khắp nơi đều còn lưu lại vài câu thơ được khắc ở trên đá. Hàng năm thu hút không ít dân chúng ngưỡng mộ cái cảnh đẹp mà đến tham quan. Nhưng mà một tháng trước, cả ngọn núi Thái Nga bị rất nhiều binh sĩ mà áo giáp vương phủ vây quanh. Bất kể là con cháu của vương công quý tộc hay là dân chúng bình thường, tất cả đều bị cấm lên núi. Đối với chuyện này, dân chúng của Bách Hữu Quốc không có bất cứ dị nghị nào cả. Bởi vì họ đều biết hoàng đế muốn đến tế thiên cầu phúc. Tuy nói cái đỉnh Thái Nga bắt đầu bị phong tỏa để tổ chức tế điển cầu phúc, nhưng mấy ngày trước, dân chúng từ các quận lân cận kéo đến khiến cho quận Đông Thái Dương ở dưới núi, luôn trong tình trạng chật kích người. Ngày diễn thì tế điển, trời còn chưa sáng, dân chúng đã đứng chật nít hai bên đường trải dài từ trong quận thành đến đường lên đỉnh Thái Nga, để được nhìn thấy dung nhang của hoàng đế. Giờ lành vừa đến, xa giá chở hoàng đế cùng với văn võ báo quan đi thẳng từ bên trong hành cung ra ngoài quận thành đội ngự lâm quân hộ tống xa giá đi thẳng đến đỉnh thái nga không ngừng nghỉ ở đỉnh thái nga trên một tế đàn hình tròn trống trải đã sớm bày biện xong bàn ghế lư hương trên mặt đất cái tấm thảm đỏ thiêu gấm vóc trải rộng hai bên có nhiều văn võ bá quan đang mặc lễ phục sắc mặt mọi người tràn đầy thành kính chắp tay chờ đợi trong đám người, một gã quan phủ có gương mặt bình thường, buông lỏng hai tay. Đôi mắt của hắn không ngừng quan sát, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Người này không phải ai khác, chính là hàng lập thay đổi dung mạo, ẩn nấp ở bên trong. Còn bà Tố Viện lại dùng một phương pháp khác để che đậy, ẩn nấp ở bên ngoài tế đàn. Sau khi quan sát một lát, Hàng Lập phát hiện ra ngoại trừ đội tu sĩ tuần ra, thì còn có hơn 10 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và Rút Cơ Kỳ đang ẩn nấp. Lễ bộ thượng thư bên cạnh hắn lại là một tu sĩ hóa thần kỳ. Trong lòng của Hàng Lập biết, phần lớn những người này là do Bạch Gia ở sau lưng bố trí. Khoảng một hai canh giờ sau, xa giá của Hoàng đế cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh Thái Nga. Thoạt nhìn, Hoàng đế không quá 20 tuổi, được Thái Giám dìu xuống xa giá. Hoàng đế cũng không nóng lòng đi vào trong thế đàn ngay, mà đứng ở một bên xa giá, giống như là đang đợi cái gì đó. Sau một lúc lâu, các con xe ngựa phía sau cũng lục tục chạy đến, một xe ngựa nhanh chóng dừng lại ở phía sau xa giá. Sau khi dừng lại, cửa xe mở ra. Một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc áo bào màu tím giơ một bàn tay ra. Dưới sự giúp đỡ của Tùy Tùng, lão giả run rẩy bước xuống xe ngựa. Mặt mũi của lão thoạt nhìn cực kỳ già nua, nếp nhăn trải dài trên mặt, hai mắt đục ngầu. Trên trán còn phất phơ mấy sợi tóc bạc, thân hình còng xuống, bộ dáng nhìn như là gần đất xa trời hoàng đế chờ cho lão giả kia chậm rãi đi đến bên cạnh sắc mặt trở nên vui vẻ hoàng đế đi trước còn lão giả thì ngay đằng sau cùng đi đến tế đàn văn võ bá quan còn lại nhanh chóng bước theo sau hàng lập lẫn ở trong đám người đột nhiên sâu trong đáy mắt hắn lóe lên làm mang rồi biến mất ánh mắt hắn đảo qua lão giả trong lòng liền xác định người này chính là lão thái sư bạch tùng thạch tuy rằng người này thể hiện hành động già yếu như là lão giả tám chín mươi tuổi cũng như ẩn tàng khí tức trên người vô cùng tốt, nhưng mà vẫn không thể qua được con mắt thần thức của Hàng Lập. Xem ra, người này là một tu sĩ đại thừa kỳ. Trừ việc y cố ý áp chế tu vi và che giấu khí tức ra, thì hắn cũng không có phát hiện bất kỳ điểm gì bất ổn cả. Hoàng đế cùng Bạch Tùng Thạch chậm rãi bước lên từng bậc thang, từ từ đi lên tế đàn, văn võ bá quan chỉ đi đến chân tế đàn rồi dừng lại. Lão giả có bộ dáng già nua, bị hàng lập cải trang thành quan văn mặc lễ bộ âm thầm quan sát bỗng đi chậm lại ánh mắt của lão ta làm như lơ đảng liếc một chỗ nào đó bên ngoài tế đàn trong con mắt đục ngầu của lão ta đột nhiên hiện lên một tia tinh quang nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường sau đó lão ta lại tiếp tục đi lên trung tâm tế đàn dưới sự chủ trì của một viên quan lễ bộ lớn tế điện tiếp tục diễn ra như bình thường hàng lập trầm ngâm không có nói gì trong lòng đang cương nhắc Lệ đầu hữu nè, hình như cái tên ma đầu kia đã phát hiện ra ta rồi đó. Tại sao ngươi còn không ra tay đi? Không lẽ ngươi bị chướng nhãn pháp của ma đầu kia mê hoặc nên bỏ qua sao? Đột nhiên âm thanh của bà Tố Viện vang lên trong đầu của hắn, lộ ra vài phần lo lắng. Đầu hữu ma quan nè, có thể giúp ta nhìn thử chút, chút, chút chứ. Hàng Lập nghe như vậy, cúi đầu nhìn cái bóng của mình, dùng tâm thần liên hệ hỏi. Sau một hồi trầm mặt, cũng không thấy bóng dáng của hắn có gì thay đổi cả trong lòng hắn vang lên âm thanh của ma quang hàng đạo hữu nè. nè công, công pháp ẩn dấu, dấu khí tức của, của kẻ này khá là cao, cao đó. đó nhưng, nhưng mà, mà theo ta quan, quan sát kẻ này chính, chính xác thuộc một chi, chi của thiên ma ngoại tộc hàng lập nghe như vậy thu hồi ánh mắt lại cười nhếch môi lúc này dưới sự an bài của viên quan lễ bộ hoàng đế đã đi đến trước tam sinh kính qua ba cây nhang thơm sau đó lui sang một bên chú thích tí nha tam sinh là ba con vật giết đi để tế thần gồm bò, dê và heo. Rồi tiếp tục. Ngô hoàng sùng đất, ngưỡng duy thanh thần, cây thiên lập cực, dị thiên lập tâm, dì dân sinh lập mệnh, chỉ muôn đời lập thái bình, công qua chi long, vĩnh cửu vô thương, cho chi nhận thiên tử, cẩn dùng tay. Bạch Tùng Thạch với tư cách đứng đầu báo quan văn võ, bắt đầu quay mặt về phía quân thần thay hoàng đế tụng niệm kính thiên tế văn thanh âm của lão khàn khàn giống như không còn hơi sức để nói hàng lập nhìn đến đây đột nhiên bước ra khỏi đám người quan viên lễ bộ ở bên cạnh kinh hải lập tức vội vàng quát bảo hắn dừng lại nhưng chỉ thấy bóng người phía trước đột nhiên hoa lên rồi biến mất không thấy tung tích trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở trung tâm tế đàn hắn phất tay áo một cơn gió lốc màu xanh lập tức lao ra như một con thanh long quét sạch khắp nơi cơn lốc xoáy bao phủ lấy hoàng đế cùng mọi người mang xuống phía dưới chân núi đám tu sĩ ẩn nấp bên trong phạm nhân tỏa ra hào quang trên người muốn thoát khỏi cơn gió xoáy nhưng không được đành phải cùng với mọi người bay xuống chân núi thái nga ngươi là diễn binh mà nhá đầu cái mời tới sao bạch tùng thạch ngưng niệm tế văn xoay người nhìn về hàng lạp hỏi hai mắt vốn đã đục ngầu lập tức trở nên vô cùng minh mẫn thân hình vốn đang bị còng đột nhiên thẳng lên hai tay của lão vén tóc rối bời trên trán khí tức suy sụp trên người bị thổi bay, thay vào đó là một loại khí tức mạnh mẽ của người cầm quyền. Hàng lập cười lạnh, không trả lời thân hình. Không trả lời, thân hình hắn lóe lên rồi đột nhiên bay đến, đánh ra một quyền xuống đầu của lão giả. Lão giả thấy hắn phát ra khí thế như thế, khóe mắt thoáng co lại, thân hình lóe lên, nhanh chóng lùi về sau hơn 10 trượng. Hàng lập đánh ra một quyền thất bại, trúng vào tế đàn trên mặt đất. Một tiếng ầm ầm vang lên rất lớn, toàn bộ tế đàn bị nứt vỡ, hóa thành một mảng bột mịn. Bốn phía xung quanh hàng lập đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái vệt lưu quang hạ xuống, cả bọn trợn mắt nhìn hắn. Cùng đồ tố gắng đến từ nơi đâu? Dám tập kích lão tổ nhà ta! Một lão giả mặc áo bầu xanh chỉ tay về hàng lập quát to. Hàng lập vừa đánh ra một quyền cũng không định lại làm loạn. Chẳng qua hắn nhìn chầm chầm vào bạch tùng thạch ở trước mặt, không thèm để ý đến bọn người ở xung quanh, những người này đều là tu sĩ bạch gia người mạnh nhất thì tu vi cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ dĩ nhiên hắn sẽ không thèm tính toán với bọn họ đúng lúc này một thân ảnh nhỏ bé từ đằng xa nhanh chóng bay đến hạ xuống chỗ tế đàn đã nứt vỡ chính là bạch tố viện dung mạo của nàng thanh tú xinh đẹp đang mặc một bộ váy ngắn màu hồng cánh sen nhị thúc công đại bá các người dừng tay đi vì này là lễ tiền bối do cháu mời đến để tiêu diệt thiên ma đó các người đừng bị cái tên ma đầu kia đầu độc chết một cách oan uổng nữa Bạch Tố Viện lớn tiếng kêu gọi. Im ngay đi, đồ nghiệp chướng! Ngươi không chỉ sát hại ông nội của mình, lại còn dám ăn nói bậy bạ, bã, phỉ bán tộc trưởng hả? Thật là không biết sống chết mà! Hôm nay ta thấy mặt đại ca Thánh Lý môn hộ ngươi! Lão già áo bầu xanh được Bạch Tố Viện gọi là nhị thúc. Giận tím mặt, hào quang trên người tỏa ra sáng người, đuổi giết Bạch Tố Viện. Hàng lập thoáng nhìn cảnh này không thèm để ý, chỉ bước từng bước đến chỗ Bạch Tùng Thạch. Bạch Tùng Thạch thấy Hàng Lập đang tiến đến gần, thì không có chút nào khinh thường thần quan trong mắt lão ta chợt ẩn như hiện có vẻ run sợ hai tay của lão ta vung lên hư không lập tức vang lên tiếng rít gào rồi bỗng nhiên xuất hiện hai cái hỏa luân to lớn phía trên chúng có ngũ sắc quang mang lóng lánh thỉnh thoảng còn có ngũ sắc linh diễm từ bên trong bay ra đây là một kiện linh bảo phẩm chất không tầm thường tên là ngũ diễm quang luân các hạ đến bây giờ rồi mà vẫn còn không chịu lộ diện sao hàn lập thấy như vậy cười lạnh rồi nói Bạch Tùng Thạch ở phía đối diện không trả lời, vung hai tay về phía của Hàng Lập, miệng tụng niệm pháp quyết. Theo từng trận gió vù vù nổi lên, hai cái ngũ diễm quang luân nhanh chóng hóa lớn giữa hư không, lập tức lớn hơn vài chục trượng, liên tục biến hóa bay sát mặt đất đến phía của Hàng Lập. Tiếng kim loại va chạm với đá vang lên rợn người. Núi đá trên đỉnh Thái Nga cũng cứng rắn như vậy mà va chạm với quang luân bị rạch thành hai cái rãnh thật sâu. Bên trong ngũ sắc linh diễm cháy rừng rực, nung chảy cả núi đá tu sĩ bạch gia ở xung quanh thấy tình hình đó thì liếc mắt nhìn nhau, tự biết là không thể tham gia được một cuộc chiến giữa lão tổ và hàng lập. dưới sự chỉ đạo của lão giả áo bầu xanh, tất cả mọi người đều quay ra vây công bạch tố viện. bạch tố viện dĩ nhiên không định dùng cứng đối cứng với đối phương, lập tức tế ra hai ba kiện pháp bảo phòng ngự, lập tức từng làng hỏa vân bao phủ quanh thân, nàng bay lượn khắp nơi để tránh né. kéo theo phía sau là một đám tu sĩ bạch gia đuổi theo. lại nói tiếp. Thân phận của nàng so với đám người lão giả áo bầu xanh thì thấp hơn không ít, nhưng tư chất của nàng thì không tệ. Dùng tu vi hóa thần hậu kỳ đối phó với nhiều người như vậy cũng không có gì đáng ngại cả. hằng lập nhìn qua hai cái quan luân đang quét tới, không thèm né tránh chút nào. Ngược lại còn bước lên phía trước, lật tay hiện ra kim lân, hai tay cùng lúc khua đến phía trước thăm dò. Giữa hư không, hư ảnh hai bàn tay màu vàng to lớn hiện ra, thăm dò vào trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên trong quan luân sau đó nắm chặt ngũ diễm quan luân lại. Khí thế lao đến của ngũ diễm quan luân lập tức hơi chậm lại, rồi bị cứng rắn ngăn cản ngay tại chỗ. Bạch Tùng Thạch thấy như vậy, đồng tử hơi coi rút lại, âm thanh tụng niệm vang vọng, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ngũ diễm quan luân đang bị trì trệ, đột nhiên phát ra hào quang sáng hơn, chuyển động càng nhanh hơn, liệt diễm thiêu đốt ở trên bề mặt như mưa lửa rơi khắp nơi, rồi ngũ diễm quan luân như là sao băng bay vụt đi. Hàng Lập cảm nhận được lực đạo to lớn đột nhiên truyền đến phía trên quan Luân. Rồi lại thấy hỏa diễm không ngừng bay là là khắp đỉnh núi, khiến cho lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hắn quát lớn một tiếng, phất hai tay lên làm cái động tác ném về phía trước. Chỉ nghe hô một tiếng, hai cái hỏa luân to lớn kia không còn bị khống chế, bay thẳng vào hư không. Một khắc sau, thân hình của hàng lập lóe lên, đột nhiên bay đến trước người của bạch Tùng Thạch. Hắn phất cánh tay, phật một cái thành một vòng to lớn, nâng lên một quyền đánh lên đầu đối phương. Bạch Tùng Thạch đã sớm có chuẩn bị, hai tay của lão ta lục tìm trước người, lấy ra một cái khiên hình tròn có khả mặt thú dài chắn ở trước người. Một tiếng phanh vang lên thật lớn, một luồng mang lực bài sơn đảo hải ập đến, lập tức đánh cho cái khiên vốn có linh quan trạng rỡ lõm xuống. Bạch Tùng Thạch ở phía sau cầm thuẫn cũng bị chấn động bởi cái luồng sức mạnh mà bắn ngược ra ngoài. Bạch Tùng Thạch còn chưa đứng vững, đã thấy một thân ảnh lóe lên trước mắt. Hàng Lập xuất hiện như hình với bóng theo sát phía sau, đánh ra thêm một quyền nữa. Bạch Tùng Thạch lại một lần nữa vội vàng nâng tấm khiên đã bị hư hỏng không nhẹ lên chống đỡ. Một tiếng anh, Lần này tấm khiên lại sáng lên hào quang lần nữa rồi nổ tung. Nhưng mà quyền ảnh của Hàng Lập không có tan biến, mà lại tiếp tục lao đến phía trước, đánh thẳng vào lồng ngực của Bạch Tùng Thạch. Một tiếng bành muộn hưởng truyền đến, một âm thanh như sấm rền từ trên chín tầng trời truyền xuống, thanh thế không lớn nhưng lại cực kỳ chấn động. Lòng ngực của Bạch Tùng Thạch bị đánh lõm xuống, nhưng đột nhiên, lão ta ngửa đầu lên trời há to miệng, một luồng ma khí màu đen cực kỳ nồng đậm cuồn cuộn tuôn ra, giống như là lửa cháy bốc khối lên trời. Rất nhanh sau đó, từng luồng ma khí bao phủ toàn bộ đỉnh núi Thái Sơn lại trong phạm vi mấy trăm dặm. Bầu trời lập tức như bị hạ thấp xuống, đang từ buổi trưa như trở thành chạng vạn tối có chuyện gì vậy dừng tay cho ta tố viện nè ông chẳng đã lời của ngươi nói là thật giờ phút này mọi người bạch gia vẫn còn đang vây công bạch tố viện vội vàng dừng tay lại tất cả đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời thấy cái xác của lão giả không có thiên ma chống đỡ đang rơi xuống phía dưới thì sắc mặt họ tràn đầy vẻ khó tin bạch tố viện đứng im tại chỗ đã thu hồi hỏa vân bao quanh thân thể lại rồi nhìn lên bầu trời thì hiện lên vẻ phẫn hận nếu không muốn chết thì mang những phạm nhân ở dưới núi rời khỏi đỉnh thái nga đi trên bầu trời bỗng nhiên vang lên âm thanh lãnh đạm của hàng lập mọi người nghe thế mới tỉnh ngộ lại thu hồi di hài của bạch tùng thạch rồi vội vàng bay xuống núi lão giả áo bầu xanh bạch gia chậm trải quay đầu nhìn về phía bạch tố viện ánh mắt vô cùng phức tạp liên tục do dự rồi sau đó mới mở miệng nói à, tố viện nào đi cùng chí nhị thúc công đi ta muốn tận mắt nhìn thấy ma đầu kia tan thành mây khối Bạch Tố Viện nghe vậy cũng không thèm liếc nhìn lão ta, cắn chặt răng nói. Lão giả ở bầu xanh chần chờ một lát rồi thở dài một tiếng bay xuống dưới núi. Hiện tại ma vân ở trên bầu trời đã tụ lại nồng đậm như mực. Mây mù ở giữa bỗng nhiên chuyển động, ngưng tụ thành một gương mặt khổng lồ của một tên nhân tộc đang hái rất to trên bầu trời. Dám bức ta bỏ thân thể nhân tộc, làm hỏng tu hành ma đạo của ta, thì nhất định phải nghiền nát bọn ngươi ra cho! một âm thanh lạnh như băng từ trên trời truyền đến, tiếng ông ông vang lên khắp bầu trời. Dứt lời, gương mặt kia đột nhiên há to cái miệng, một luồng khí tức nóng rực lập tức bay vọt ra, hóa thành một bản ma diễm ngập trời, phô thiên cái địa phun trào đến chỗ của Hàn Lập. Không biết từ lúc nào, Hàn Lập đã lấy ra thanh trường đao màu đen, đung đưa nhẹ nhàng. Thấy ma diễm cuồn cuộn bay đến, Hàn Lập lập tức hành động, trường đao trong tay hắn lóe lên ô quang, chọc chéo lên phía trước, lập tức một luồng đao ảnh lớn hơn 10 trượng bay ra, chém lên ma diễm đang đến. Chỉ thấy đao ảnh và ma diễm bốn phía cuồn cuộn kịch liệt, rồi ma diễm bị khí thế của đao ảnh đánh bạc sang hai bên, tạo thành một thông lộ rộng chừng trăm trượng. Thân ảnh của hàng lập từ trong thông lộ bay vút lên, trường đao trong tay hắn không ngừng bay múa, hóa thành một mảng đao ảnh sương mù màu, màu đen xoắn về phía gương mặt to lớn do ma vân tụ lại mà thành. Trong không trung, hư không chấn động, đao quang tung hoành một mảng lớn ma vân bị chém đứt, chia năm xẻ bảy không ngừng xoay tròn. Từ trong miệng gương mặt khổng lồ không ngừng tuôn ra ma diễm vây quanh hàng lập, nhưng lại bị đau quang của hắn phá vỡ nên không tạo ra được ảnh hưởng gì. Đúng lúc này, đột nhiên ma vân coi rút lại. Từ phạm phi trăm dặm thu nhỏ lại còn mười dặm, rồi ngưng tụ thành một gương mặt ma to lớn, đầu có hai cái sừng đen nhánh, miệng há to. Đột nhiên cái miệng lớn há to ra, xuất hiện một cái vòng xoáy hắc khí to lớn bên trong, từ đó truyền ra một luồng lực hấp dẫn to lớn trong chớp mắt hút hàng lập vào trong cái miệng khổng lồ của gương mặt ma lập tức khép lại thân ảnh của hàng lập cũng biến mất không thấy gì bạch Tố viện đang ngước đầu nhìn lên đỉnh thái nga thấy cảnh như thế thì tim đập mạnh thân sắc trở nên có chút kỳ quái tay áo của nàng khẽ đảo một cái một quả cầu màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay phía trên quả cầu màu vàng có phù văn trải rộng bên ngoài mơ hồ có hồ quan điện màu vàng lập lòe đây là vũ khí cực kỳ hiệu quả để đối phó với thiên ngoại ma đầu tên của nó là kim cương diệt ma thần lôi một lúc lâu sau thấy bên trong gương mặt ma không hề có bất kỳ động tĩnh gì ánh mắt của nàng toát lên vẻ kiên quyết hào quang trên người nàng đột nhiên sáng ngời định bay lên nhưng mà đúng lúc này khóe miệng của gương mặt đột nhiên sáng lên từng sợi hào quang màu trắng bạc ngay sau đó một âm thanh lôi đình đột nhiên vang lên gương mặt ma khổng lồ lập tức nổ tung từ bên trong lôi quang màu bạc tỏa ra đầy trời. Một con lôi bằng khổng lồ, toàn thân được bao phủ bởi lôi điện màu bạc từ bên trong bay ra. Giữa không trung nó thu hồi lại hào quang, biến thành hình người chính là hàng lập. Sau khi gương mặt ma khi nổ tung, ma vân tán loạn lại tụ lại lần nữa. Hóa thành một lão giả toàn thân đen kịch, nhanh chóng lao vút xuống dưới đỉnh Thái Nga, hướng đến chỗ của bà Tố Viện. Dung mạo của lão giả giống hệt bà Tùng Thạch. Hàng lập thấy như vậy, ánh mắt ngương trọng, trường đau màu đen trong tay lóe lên đột nhiên chém xuống phía dưới một luồng đau quang màu đen đột nhiên lóe lên lại nhanh như chớp bổ xuống cái lão giả đen kịch đang đuổi theo bà tú viện kia lập tức chém lão tai ra làm đôi chỉ nghe một tiếng két vang thật lớn luồng đau quang màu đen kia sau khi chém đôi lão giả đen kịch kia thì lại không có dừng lại mà tiếp tục chém thẳng vào phía trên thân núi đỉnh thái nga một hồi âm thanh như động đất truyền ra bụi mù tỏa ra khắp bốn phương tám hướng đá lớn từ đỉnh thái nga lăn xuống âm âm muôn loài chim thú kinh sợ bay tán loạn kéo dài một hồi lâu cơn chấn động mới dần dần biến mất trong lúc hỗn loạn bạch tố viên khó khăn lắm mới ổn định lại được thân hình nàng kinh ngạc thấy trước mắt mình xuất hiện một cái vực sâu vạn trượng cả ngọn thái nga thình linh đã bị hàn lập dùng một đao chém ra làm đôi hàn lập không biết là một đao tùy ý này của hắn đã khiến cho cái tên đỉnh Thái Nga bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ của Bách Hữu Quốc. Từ nay về sau, dãy núi Thái Nga xuất hiện một đỉnh lưỡng đoạn cùng với một truyền thuyết tiên nhân phá núi diệt ma. Dĩ nhiên những cái chuyện này đều là về sau này. Thân thể của thiên ma lúc này đã bị chém làm hai nửa, một nửa thì nằm ở bên này, nửa còn lại thì nằm ở bên kia vực sâu. Hàng lập từ trên không hạ xuống, hờ hững nhìn thân thể lão giả đen kịch kia. Hắn định ra tay đập nát, nhưng đột nhiên trong đầu lại vang lên âm thanh. Hàng đầu hữu quan đã. Trong khi đó, thân thể của lão giả đen kịch vô cùng thê thảm, đang lết ở trên mặt đất tới chỗ của hàng lập. Trong mắt của lão ta tràn đầy vẻ cầu khẩn, nói với hắn. Xin đừng giết ta, ta nguyện cùng ngươi ký thiên ma ước mà, từ nay về sau trở thành nấu bọc, mặc cho ngươi sai khiến. Hàng lập nghe như vậy không có nói gì, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Bạch Tố Viện thấy như vậy, sợ Hàng Lập đáp ứng nên nhanh chóng bước đến, định mở miệng ngăn cản, Lúc này bóng dáng trước người của Hàng Lập chớp lên một hồi, rồi đột nhiên kéo dài, từ đó hiện ra một thân ảnh đen xì như mực, chính là Ma Quang. Đúng là gã mới vừa dùng tâm thần liên hệ ngăn cản Hàng Lập. ha cái thứ ngu xuẩn như ngươi mà cũng đòi ký kết khế ước thiên mài với hắn hả? Ma Quang vừa hiện thân, nhìn lão giả đen kịch trên mặt đất, lạnh lùng quát một tiếng. Lão giả đen kịch vừa thấy Ma Quang thì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Trên người lóe lên u quang, thân hình bắt đầu tan biến, Dĩ nhiên là lão ta dự định một lần nữa hóa thành sương mù bỏ chạy. Chạy đằng trời! Ma Quang không cho lão ta một chút cơ hội nào, dơ bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra hào quang màu đen rực rỡ, hóa thành một cây tấm lưới lớn màu đen như ẩn như hiện bọc xuống. Tấm lưới bao phủ lão giả đã biến thành sương mù màu đen vào trong đó rồi coi rút lại. Không! Bên trong màn sương mù màu đen truyền ra một tiếng kêu rên, sương mù trong tấm lưới coi rút lại vặn vẹo một hồi rồi một lần nữa cô động lại thành lão giả ở giữa chỉ thấy ma quan khẽ niệm vài câu chú ngữ không ai nghe rõ trong mắt chợt lóe lên hào quang màu đen há miệng hút vào một cái lão giả đen thui đang ở trong tấm lưới lớn vừa thu lại hóa thành một làn sương mù nho nhỏ chui vào trong miệng ma quan nửa phần tàn thi của thiên ma ở bên kia vực sâu cũng không thể có may mắn mà thoát đồng dạng hóa thành một làn sương mù nhỏ rồi cũng bị ma quan hút vào một tiếng âm vòng tay trữ vật đeo trên người lão ta rơi trên mặt đất trong lúc đó hàng lập cũng thu hai cái linh bảo hỏa luân bị hắn đánh bay lúc trước vào sau đó hắn thoát một cái trở lại vị trí cũ thân thể ma quang mờ nhạt rồi lại chui vào trong cái bóng của hàng lập đồng thời trong đầu của hàng lập vang lên thanh âm hàng đạo hữu nè xin ngươi giúp ta một tay tìm một chút trong, trong cái pháp khí, khí chứa độ của tên, tên kia. kia vì nó là thiên, thiên ma nên hẳn là kiếm được không ít ma khí, khí thạch, thạch. thứ nói đó có thể, thể giúp, giúp cho ta khôi phục lại một chút đó trong thanh âm mơ hồ toát ra một tia linh động không còn đần độn như lúc trước nữa hàng lập nghe như vậy một tay đánh ra phía trước một chiêu vòng tay màu đen từ từ bay lên đúng vào lúc này một bóng trắng nhanh chóng hiện lên vòng tay màu đen biến mất không còn dấu vết hàng lập thấy như vậy thì khẽ câu mày bóng trắng hạ xuống cách đó không xa hiện ra thân ảnh bạch tố viện hai tay nắm chắc cái vòng tay màu đen đa tạ lệ tiền bối đã thay ta trừ cái tên ma đầu này cho tiểu nữ một cái công đạo rồi nhưng là cái dòng tay này là của bạch gia chúng ta Người là tiên nhân sẽ không tham đồ của bạch gia chúng ta chứ Bạch Tú Viện căng mắt nhìn Hàng Lập rồi nói ra Cô gái này thấy lão giả đen kịch giả trang bạch tùng thạch bị đánh chết tại chỗ Thân sắc trên mặt nhất thời khôi phục không ít Thở dài một hơi Cả khi thấy ma quan đột nhiên xuất hiện Cũng không có lộ ra chút khiếp đảm nào cả Bạch Đầu Hữu không nên hiểu lầm Đồ đạc của bạch gia các ngươi lệ mẫu sẽ không đụng tay vào đâu Chỉ là cái tên đó là giật ngoại thiên ma chắc hẳn là có một ít ma khí thạch Giật đó đối với ta rất là trọng yếu đó mong bạch đạo hữu để ý một chút nếu như trong vòng tay có chứa cái thứ đó thì lệ mẫu nguyện ý mà dùng linh thạch mua lại hàng lập hơi ngẩn ra mở miệng nói bạch tố viện nghe nói như thế lúc này trên mặt mới nở nụ cười gật đầu phóng thần thức vào trong cái vòng tay màu đen có phải là thứ này không vậy sau một lúc lâu nàng vung tay lên trong tay nàng xuất hiện một hòn đá màu đen nhánh có sương mù màu đen lượn quanh tản mát ra khí tức quỷ dị sau khi hàng lập câu thông thần hồn với ma quang biết là đúng thì nói không biết bên trong có bao nhiêu viên vậy tôi cần toàn bộ đó chờ ta đếm một chút đã tổng cộng có hai mươi viên bạch tố viện nói lệ mỗi lấy hai mươi khối linh thạch cực phẩm trao đổi những cái viên ma khí thạch này chắc là đủ rồi chứ hàng lập lật tay lấy ra hai mươi khối linh thạch cực phẩm rồi nói không bạch tố viện lập tức lắc đầu đáp bạch đồ hữu chỉ ít hả Hàng lập nhíu mày lại. Với thân phận của tiền bối, đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi với tiểu nữ ở mấy thứ này rồi. Hướng hồ một khối linh thạch cực phẩm ở bách hữu quốc chúng ta, ít nhất là tương đương với 100 khối linh thạch thượng phẩm. Dù là bạch giáo thời kỳ cường thỉnh, thì một năm ta cũng chỉ được cung phụng 3 khối linh thạch thượng phẩm mà thôi. Đó còn là do ta được lão tổ quan tâm sâu sắc nữa. Bạch tố viện lắc đầu lần nữa rồi nói. Vậy bạch đầu hữu muốn gì? Hàng Lập không nói thêm cái gì, vừa thu lại linh thạch trong tay vừa hỏi. Ta muốn lệ tiền bối đáp ứng tiểu nữ một điều thỉnh cầu nữa. Bạch Tố Viện mỉm cười, giơ ngón tay trắng nõn ra dấu chữ nhất. Thỉnh cầu sao? Hàng Lập nhìn Bạch Tố Viện trước mắt, phản phất như đánh giá nàng lại một lần nữa. Hắn mơ hồ cảm thấy sau khi thiên ma bị diệt trừ, cô gái này đột nhiên như là biến thành một người khác vậy, toát ra một cảm giác tinh tranh cổ quái. Không sai, còn là thỉnh cầu gì thì hiện tại tiểu nữ vẫn chưa có nghĩ ra nhưng tiền bối cứ việc yên tâm đi điều tiểu nữ thỉnh cầu tuyệt đối sẽ không vượt quá năng lực của tiền bối có thể đạt được đâu đồng thời sẽ không có gì nguy hiểm cả chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi bạch Thố viện rất nghiêm túc gật đầu rồi nói được rồi nhưng ta cũng chỉ cho ngươi ba ngày suy nghĩ thôi đó sau đó thì thôi hằng lập hơi trầm ngâm nhưng vẫn đáp ứng đồng ý bạch Thố viện nở nụ cười xinh đẹp Vung một tay lên ném cái túi nhỏ cho Hàng Lập Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của người ủy thác rồi Đưa cho ta cái thù lao ước định đi chứ Hàng Lập thu cái túi vào rồi nói Nơi này vừa mới xảy ra hỗn loạn không nhỏ Chúng ta vẫn cần sớm rời khỏi đây Rồi nói sao vậy Tiền bối yên tâm đi Nếu hoàn thành nhiệm vụ mà không đưa thù lao Thì dù tiền bối không tính toán với tiểu nữ Thì vô thường minh cũng sẽ không bỏ qua cho tiểu nữ đâu Bà Tú Viện nói Rồi nháy mắt với Hàng Lập một cái ngay sau đó nàng cũng không đợi hàng lập đáp lại thân hình hóa thành một đạo bạch quang bay về phía xa hàng lập nghe như vậy cũng không nói gì nhiều cũng đụng quang đi theo không bao lâu sau hai người đã ở cách ngọn núi thái nga mấy ngàn dặm rồi hạ xuống một sườn núi xanh ngắt nơi này không gian tĩnh mịch chân núi có một con sông dài màu trắng khe suối chảy quanh khiến cho người nhìn bỗng nhiên có cảm giác vui vẻ thoải mái trên sườn núi có một phần mộ trên bia mộ là một tảng đá cũ kỹ có khắc vài ký tự mơ hồ nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể phân biệt được chữ viết. Thân hình Bạch Tố Viện hạ xuống trên đất trống phía trước phần mộ, nhìn cái bia mộ. Trong đôi mắt sáng hiện ra giọt nước mắt long lanh, chậm rãi quỳ xuống trước bia mộ. Gia dạ, Gia, dạ. tên ma đầu kia xấu cuộc đã chết rồi. Người trên trời của Linh Thiên, bây giờ cũng có thể. Thân âm Bạch Tố Viện có chút nghẹn ngào, đôi vai thon gầy khẽ run rẩy Hàng Lập thấy như vậy cũng không mở miệng thúc giục, xoay người nhìn ra phía ngoài núi. Từ phía sau tiếng khóc đứt quãng không ngừng truyền đến, qua một đoạn thời gian mới chậm rãi dừng lại. Tiền bối, trong chốc lát không kềm chế được nỗi lòng, làm cho người chê cười rồi. Bạch Tố Viện đi tới, nhẹ giọng nói. Bà Đậu Hữu nói sai rồi, là chuyện thường tình của con người mà sao lại chê cười chứ. Nhưng người đã mất cũng không nên quá thương tâm đâu, Hàng Lập xoay người lại, dùng giọng nói nhàn nhạt an ủi. Vành mắt của thiếu nữ trước mắt vẫn còn chút ửng đỏ, khóe mắt mơ hồ còn lưu lại một chút long lanh, phản phước như giọt sương ở trên mặt cánh hoa. Bất kể là thần tình hay là hơi thở đều không có chút nào giả dối cả. Mặc dù Hàng Lập vẫn chưa thực sự vì đó mà rung động, nhưng hắn cũng không phải là sắt đá, tự nhiên cũng nói vài lời an ủi. Đa tạ tiền bối. Bạch Tố Viện chậm rãi thở dài một tiếng, lại tay lấy ra một cái lệnh bài màu xanh lớn chừng bàn tay, một mặt lệnh bài viết hai chữ Chúc Long, một mặt khác là hình một con quái lông thân dài có hai cái cánh, trên đầu một một cái sừng. Hàng Lập thấy như vậy thì hai mắt sáng người, nhìn vào cái lệnh bài. Đây là Chúc Long lệnh, gian danh nước tiếng, tiền bối cũng không phải xuất thân từ đại lục cổ dân, cho nên có khả năng không rõ lắm. Chúc Long đạo thu người nhập môn đưa ra yêu cầu cực kỳ nghiêm, không những phải là tư chất tuyệt hảo mà còn phải có lý lịch trong sạch nữa. Mặc dù là có yêu cầu cao như vậy Nhưng nhờ cái lệnh bài này á Có thể làm cho một người có tư chất giới hạn Vẫn có thể trực tiếp bái nhập nội môn Trúc Long Đạo Năm đó Bạch Gia Lão Tổ Vì Trúc Long Đạo mà lập được một công lớn Nhưng cũng chỉ được ban thưởng Một cái lệnh bài mà thôi Bạch Tố Viện nhẹ giọng nói Tay Ngọc nhẹ nhàng xoa lên trên cái lệnh bài Thì ra là vậy hả Dự ấy thực sự là trân quý đó Hàng lập gật đầu Sau khi Gia Gia mất đi á, Ta vốn đã định dùng cái giật này bái nhập chút long đạo rồi Nhưng đúng là vẫn không cách nào buông bỏ cừu hận trong lòng Nên lúc đó mới ban bố nhiệm vụ này Lấy cái lệnh bài này làm phần thưởng Bạch Tố Viện khẽ thở dài một hơi Đưa cái lệnh bài màu xanh tới trước người của Hàng Lập Hàng Lập nhìn thiếu nữ mềm yếu ở trước mặt Ánh mắt khẽ nhúc nhích Nhưng bất quá vẫn tự tay nhận lấy cái lệnh bài Thiên bối Lúc trước người bằng lòng để cho thiếu nữ thỉnh cầu Chắc là còn giữ lời chứ Bạch Tố Viện đột nhiên giơ một ngón tay lên rồi nói. Ừ, bà đầu hữu đã nghĩ ra chưa vậy? Trong lòng của Hàng Lập hơi động rồi hỏi lại. Ta và những người khác của Bạch Gia không có nhiều tình cảm, bởi vì sự tình trước kia ngược lại có chút hiểu lầm, nên nơi đây không thể ở lâu nữa. Dù là không có chút lông lệnh, ta vẫn có ý định đi chút long đạo, biết đâu có chút tiên duyên. Mục đích của tiền bối là đạt được chút long lệnh, tất nhiên là quý gia nhập vào chút long đạo rồi. Vì vậy muốn xin tiền bối dẫn tiểu nữ đi theo, Bạch Tố Viện nói như thế. Hàng Lập nghe vậy thì hơi ngẩn ra, dường như không ngờ tới đối phương lại có cái ý định này. Diện tích đại lục cổ vân cực kỳ lớn, từ nơi này đi chút lông đạo ở dãy núi Trung Minh còn cách không biết bao nhiêu vạn dặm. Ven đường mặc dù không giống như đại lục hoang lan, khắp nơi đều là vùng mang hoang nguy hiểm, nhưng tuyệt cũng không phải là một con đường bằng phẳng. Bất kể nói như thế nào, cùng với một cô gái có tu vi hóa thần kỳ này, muốn đạt được an toàn thì mạo hiểm tuyệt đối không nhỏ, trên đường bất luận có nguy hiểm gì đều có thể dẫn đến mất mạng. Xem ra cô nàng này nhìn như yếu đuối nhưng tâm tư lại có chút khôn khéo. Trong cái tình huống này hắn cũng khó mà cự tuyệt. Nếu như bà đậu hủ đã nghĩ kỹ rồi thì lễ mổ có thể dẫn người một đoạn đường. Nhưng một khi đã tới dãy núi Trung Minh rồi thỉnh cầu của như hoàn thành đó. Sau một lát tự đánh giá, Hàng Lập nói. Thật sao? Vậy thì vô cùng đã tả người. Chỉ cần tiền bối có thể dẫn ta tới đó thôi. Những chuyện khác tuyệt đối không làm phiền tiền bối nữa đâu trên mặt của bạch tố viện nhất thời hiện ra nụ cười rạng rỡ hàng lập nghe như vậy cũng không nói gì thêm nữa vớt tay xuất ra một cái thôi ngọc màu trắng có hình phi điểu rồi nhẹ nhàng bay lên vật này hắn tìm được từ trong pháp khí chứa đồ của phương bằng là một kiện linh bảo cực phẩm sắp xỉ đạt tới tiên khí bạch tố viện thấy như vậy cũng liền vội vàng bay tới ngồi xuống một chỗ sát thành thôi ngọc thu hồi nụ cười trên mặt hơi trịnh trọng nói tiền bối ân cứu trợ hôm nay tiểu nữ khắc cốt ghi tâm Hàng Lập không nói gì, vung ra đạo pháp quyết, thôi ngọc tỏa ra ánh sáng màu trắng sáng lạng, hóa thành một bóng trắng hình phi điểu, bay nhanh tới phía xa. Dãy núi Trung Minh ở vị trí linh mạch của đại lục, nên ẩn chứa linh khí thiên địa vô cùng nhiều. Vì vậy mà khí hậu nơi này mặc dù tương đối lạnh lẽo, thế nhưng cây cỏ vẫn sung xuê, tươi tốt, tràn đầy sức sống. Ở sâu trong dãy núi, linh thú tiên cầm đếm không hết, mà linh thảo linh dược sinh trưởng cũng không ít. Cả dãy núi liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, Cấu dài hầu như cả một nửa đại lục cổ vân, thế núi phần lớn hùng vĩ cao vút, sông thẳng lên trời. Phía bên ngoài thì quanh năm được sương mù màu xanh bao phủ, khiến cho đỉnh núi như ẩn như hiện càng thêm vẻ thần bí. Quanh năm ở các nơi trong dãy núi này, phát sinh ra một vài tiếng kêu kỳ quái giống như tiếng chuông vang. Bởi vậy mà dãy núi này mới có tên là Trung Minh. Tục truyền rằng tiếng vang kỳ quái này chính là do địa hình đặc biệt dưới ngọn núi, là do rung động của vỏ trái đất. Dãy núi Trung Minh tuy nổi danh thế, nhưng Trúc Long Đạo chiếm giữ nơi này có danh tiếng càng thêm vang xa. Tiếng tâm lừng lẫy ở cả bắc hàng tiên vực to lớn. Trúc Long Đạo có lịch sử lâu đời, là một trong các môn phái cổ xưa nhất bắc hàng tiên vực. Tổ sư khai phái là Trúc Long Chân Nhân. Từ khi lập phái đến nay, Trúc Long Đạo vẫn là đệ nhất môn phái, hùng cứ đại lục cổ vân. Đến bây giờ càng phát triển lớn mạnh, thế lực trải rộng toàn bộ đại lục cổ vân đệ tử anh kiệt trong phái nhiều vô số kể ở toàn bộ bắc hàng tiên vực cũng được bài danh trước mấy tông môn siêu cấp tại một nơi thuộc dãy núi trung minh một đỉnh núi đứng sừng sững gần ranh giới dãy núi ngọn núi này cao vút tới mây giữa sườn núi có một mảnh đất bằng phẳng bao la được kiến tạo thành một sân bạch ngọc vô cùng rộng lớn từng tòa kiến trúc cao lớn ở đây đều lấy màu trắng làm chủ đạo chiếu lấp lánh khiến cho ở ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đây là sơn môn để xử lý việc bên ngoài của Trúc Long Đạo. Xưa nay được dùng làm nơi tiếp đãi phóng khách. Ờ, cái bản dịch này có chú thích nè. Phóng khách tức là người qua phỏng vấn, tìm hiểu. Rồi tiếp tục nha. Những cái địa điểm như vậy có khoảng mấy chục chỗ nằm ở dãy núi Trung Minh. Đây cũng chỉ là một biện pháp bởi vì danh khí Trúc Long Đạo quá lớn nên có quá nhiều người đến bái phỏng. Lúc này mấy đệ tử Trúc Long Đạo mặc trường bào màu trắng đứng ở bên trong đình tiếp khách trên quảng trường đang tán gẫu với nhau. Những người này có tu vi không kém, đều trên dưới hóa thần kỳ. Trên tay áo mỗi người đều thiêu đồ án quái long thân dài, hai cánh, một sừng. Đã nhiều ngày qua rồi, có bao nhiêu lượt phóng khách rồi vậy? Một tên thanh niên cao gầy cười rồi nói. Đã có 25 lượt rồi, cũng không có cách nào cả. Ai bảo danh khí của chút đồng đạo chúng ta quá lớn làm gì, Nam tử hơi mập bên cạnh cười nói ha hả, mặt toát lên vẻ tự hào. Hey, cái việc tiếp khách này thực sự là buồn chán muốn chết vậy hả? Hy vọng là thời gian trực qua nhanh một chút. Một thiếu nữ tóc tím, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng yếu điệu, có chút bất mãn nói ra. <laughs> Từ gì của ngân sư mũi đã đến hóa thằng đỉnh phong rồi, tiếp theo sẽ trùng kích luyện hư. Trước mắt là ở nơi này thay phiên công việc, á, quả thiệt là bất tiện đó nha. Không biết ngân sư mũi chuẩn bị đến đâu rồi vậy, Thanh niên cao gầy cười ha ha rồi hỏi. Đã chuẩn bị được một chút rồi, nhưng chỉ nắm chắc được khoảng ba phần thôi. Thiếu nữ tóc tím nhíu nhíu mày rồi nói. Sư mũi của chỗ không biết, á, tiếp khách cũng có lợi đúng không? Nếu có thể gặp một vài cao nhân tuyệt bối, chỉ cần hầu hạ chu đáo, thì có khi họ hào phóng xuất thủ, đó. nếu không chừng còn mang thưởng một ít linh thạch nữa. Nhất là sư mũi của tướng mạo xinh đẹp vậy nè, cơ hội đạt được so với nam nhân chúng ta còn lớn hơn nữa à Nam tử hơi mập cười rồi nói thì không dạ? Nhãn tình thiếu nữ tóc tím sáng lên. Vào cái thời khắc này, ở ngoài dãy núi trung minh, phía chân trời xa xa hiện ra một điểm bạch quang, vô cùng nhanh chóng bay vụt đến, là một đạo độn quang. Trong chớp mắt đã đến gần dãy núi, một cái thôi ngọc màu trắng hiện ra. Hai người một nam một nữ đang đứng ở trên thôi ngọc. Nam là một người đàn ông trung niên, da mặt vàng. Nữ là một thiếu nữ xuân xanh, váy dài màu trắng tuyết, dung mạo tuyệt mỹ hai người này chính là Hàng Lập và Bạch Tố Viện. Sau mấy năm, rốt cuộc họ đã bay tới nơi này. Nơi này chính là dãy núi Trung Minh, linh khí thiên địa thiệt là nồng đậm đó. Hàng Lập nhìn cái dãy núi trước mặt này, gật đầu. Trong mắt của Bạch Tố Viện hiện ra vẻ mơ mộng, mơ hồ có chút kích động. Nàng hít sâu một hơi, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hàng Lập không lập tức hạ xuống, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, Tuy là bà Tú Viện nói có chút lông lệnh là có thể gia nhập nội môn chức lông đạo, nhưng nếu như muốn sử dụng chút lông lệnh ổn thỏa thì cần phải đánh giá tỉ mỉ, không thể hành sự qua loa được. Biện pháp tốt là có thể nhờ một người bên trong chút lông đạo giúp đỡ dẫn tiếng. Mặc dù Hàng Lập không biết gì về chút lông đạo, nhưng việc này cũng không phải là quá khó, chỉ cần bỏ chút thời gian tìm cách là được. Nếu như lại tiền bối đang suy nghĩ kết giao cùng môn nhân chút lông đạo như thế nào á, thì việc này tiểu nữ lại có thể vì người mà giải quyết đó. Bạch Tố Viện nhanh nhạy nói. Ngươi có biện pháp gì vậy? Nói tôi nghe một chút thử coi. Hàng Lập nhìn cô gái này rồi hỏi. Đối với việc nữ nhân này đoán đúng tâm tư của mình, hắn lại không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn cả. Kết bạn đồng hành mấy năm nay, bây giờ hắn càng hiểu rõ Bạch Tố Viện hơn. Mặc dù cô gái này có tu vi không cao, nhưng tâm tư cẩn thận, thông tuệ dị thường. Chỉ cần nghe qua một hai câu hay nhìn thái độ là không ít lần đã có thể đoán đúng ý của hắn rồi. Thế cho nên, sau thời gian hai ba năm đi cùng, hắn càng ít nói với cô gái này hơn. Kỳ thực là cũng không có gì cả. Năm đó, lão tổ Bạch Gia có một bạn thân ở Trúc Long Đạo tên là Kỳ Lương, cũng là trưởng lão nội môn. Lão tổ từng nhắn lại là nếu sau này có người Bạch Gia bái nhập Trúc Long Đạo á, thì có thể tìm người này che chở một chút. Mặc dù bây giờ giật đổi sao giờ rồi, không biết còn có thể dựa vào Kỳ Lương năm đó hay không. Nhưng thử cầu ký nghe một chút hẳn là không có vấn đề gì. Bạch Tố Viện chậm rãi nói Vậy là tốt rồi, việc này vậy phải làm phiền ngươi rồi. Hàng Lập gật đầu rồi nói. Lê Thiên Bối chê cười rồi, dọc đường á, được người chiếu cố. Những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên ta phải thận tâm, chỉ có điều... Bạch Thú Viện mỉm cười nói, xong muốn nói nữa mà lại thôi. Chỉ có gì vậy? Hàng Lập hỏi. Xin thứ cho tiểu nữ lắm lời nha, dung mạo của người lúc này á, hẳn là không phải là gương mặt thật rồi, phải không vậy? Bà tú viện chần chờ một chút rồi hỏi. Bà đậu hữu nói vậy là có ý gì vậy? Thần sắc của Hàng Lập không đổi hỏi ngược lại. Mấy năm nay ở chung với tiền bối, đối với tính cách của tiền bối thì tiểu nữ cũng biết đôi chút. Ở những phương diện khác tiền bối đều hành sự cẩn thận không gì sánh được. Nhưng Duy chỉ có về mặt dung mạo cũng không tận lực ẩn giấu Hành sự như vậy tự nhiên không phải dung mạo thật rồi. Hơn nữa, tiểu nữ coi như là người của vô thường minh. Đối với tác phong làm việc của người trong minh cũng coi như hiểu rõ. Cái mặt nạ này chuyên dùng nhất trong việc thay đổi bộ mặt mà. Bạch Tố Viện khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói ra. <laughs> cái điểm nhỏ này quả nhiên không thể gạt được ngươi mà. Bạch Đồ Hữu thật là huệ chất lan tâm đó, lệ mẫu bội phục nha. Hàng Lập cười nhẹ rồi nói. Chú thích tiếp nữa nè. Huệ chất lan tâm là người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan. Mấy cái chú thích này thiệt tình luôn lát đọc cũng không hiểu gì trơn trội. Rồi tiếp tục nha. Tiền bối quá khen rồi. Nếu không ở bên người lâu như vậy, dạng bối cũng tuyệt khó mà nhìn ra cái điểm này. Nhưng nếu muốn gia nhập chút long đạo, che giấu như vậy là tuyệt đối không thể đâu. Mặt nạ của Du Thường Minh tuy là tinh diệu, nhưng theo lời đồn thì chút long đạo có 13 đạo chủ cấp kim tiên danh tiếng tọa trấn. Có người nói là đạo chủ hàng đầu là một kim tiên đại viên mãn nữa. Theo tin đồn thì chỉ kém một bước nữa là đạt tới cảnh giới thái ức ngọc thiên thôi phép thuật của vô thường minh tinh diệu nhưng chưa chắc có thể giấu giếm được họ đâu một khi bị phát hiện ra dở trò đừng nói là nhập môn chỉ sợ rằng còn có thể bị coi là thám tử phe đối địch mà xử trí nữa bạch Tố viện nghiêm túc nói hàng lập trầm mặt một chút rồi gật đầu bấm tay niệm thần chú ánh sáng nhạt lóe lên trên người khôi phục dung mạo vốn có đôi mắt đẹp của bạch Tố viện nhìn lên dung mạo bình thường hơi ngâm đen của hàng lập khóe miệng hơi nhếch lên lập tức thu hồi ánh mắt Hàng lập đạp chân xuống, phi to màu trắng tiếp tục bay về phía trước, rất nhanh tới trước ngọn núi lớn, hạ xuống quảng trường Bạch Ngọc. Đợi sau khi Bạch Tố Viện phi thân xuống, hàng lập thu hồi Thôi Ngọc, đứng kề vai cùng với cô gái này ở trên quảng trường. Hoan nghênh hai vị đi tới chút Long Đạo nha, không biết hai vị đến đây có chuyện gì vậy? Mấy đệ tử tiếp khách sau khi nhìn thấy hai người từ xa tới, đã ngừng nói chuyện phím, lúc này vội vàng tiến lên đón tiếp. Ánh mắt của những đệ tử này nhìn trên thân của Hàng Lập thêm vài lần, hiển nhiên nhìn thấu tu vi của Hàng Lập không thấp. Nhưng tất cả mọi người đều nở nụ cười, thần thái không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, không thể hiện ra tư thế tự ti khi đối mặt với cao nhân tiền bối. Hai người chúng ta tới đây dự định là bái kiến trưởng lão kỳ lương của quý phái, không biết là kỳ trưởng lão có bên trong môn phái không vậy? Hàng Lập nói, trên người toát ra một tia khí tức to lớn của chân tiên. Tâm thần của mấy người đó rung mạnh, nhưng sau một khắc, luồng uy áp đáng sợ này liền tan biến không còn dấu tích. Mong mấy vị thông báo một chút nha. Hàng lập búng ngón tay, bắn ra mấy quả đan dược trân phẩm hóa thần kỳ về phía trước mấy người kia. Những đan dược này là hàng lập lấy ra trong cái vòng tay trữ vật của một vài tên quỷ xui xẻo nào đó. Bên ngoài thì có vẻ là không có ích gì, nhưng bây giờ lại đúng là của người phúc ta. Mấy người thu hồi đan dược, thân thức đảo qua đảo lại, nhất thời không cách nào bảo trì trấn định nữa, lộ ra vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Những thứ này đối với Hàng Lập mà nói là đan dược không có giá trị gì, nhưng đối với những đệ tử này mà nói lại chính xác là báu vật vô giá. Đừng nói là một viên đan dược thích hợp dùng cho hóa thần kỳ, dù là đan dược thích hợp dùng cho nguyên anh kỳ, thì nếu như lấy được mang ra phường thị đổi thành linh thạch á, cũng có thể mua được đồ thiết yếu cho phục vụ cho thời gian tu luyện rồi tiền bối quả là khách khí rồi trưởng lão kỳ ở lương chính là chấp sự của điện thiên tinh quanh năm đều ở trong môn cả không biết cao tính đại danh của tiền bối hoặc có thể là có tính vật gì để cho chúng ta chuyển giao không vậy thanh niên cao gậy phía đối diện hơi rụt rè chắp tay cung kính nói ta là lệ phi vũ còn vị này là bạch tú viện còn cái tính vật là hàng lập nói xong rồi nhìn về phía bạch tú viện vị sư huynh này mời chuyển giao cái vật này cho trưởng lão kỳ lương thì kỳ trưởng lão hẳn là sẽ biết rõ thân phận của chúng ta thôi. Bạch tú viện lấy ra một cái vòng ngọc khuyết có hình bán nguyệt màu đỏ đưa tới trước người cho thanh niên cao gầy. hóa ra là lễ tiền bối hả? À, giảng bối sẽ đi thông báo với uh, trưởng lão kỳ lương ngay. Chẳng qua nếu như kỳ trưởng lão nhìn cái vật mà không biết ai thì chúng ta cũng không thể can thiệp được nha. Xin tiền bối thứ lỗi trước. Thanh niên cao gầy tiếp nhận cái vòng ngọc khuyết màu đỏ rồi nói. Điều này là đương nhiên rồi. Hàng Lập gật đầu một cái rồi trả lời. Thanh niên cao gầy cáo lỗi một tiếng, bước nhanh về phía một cung điện. Mời lợi tuyển bối và bạch đậu hủ đến thiền điện nghỉ ngơi một chút nha. Gã nam tử hơi mập khác cung kính nói. Gã đi trước dẫn đường, dẫn Hàng Lập và bạch tố viện đi tới một tòa lầu cát khác xây ở giữa lưng núi. Nơi này tháp thoáng ở bên trong rừng trúc. Ánh mặt trời rực rỡ từ trên cao chiếu nghiêng qua các lá trúc, chiếu xuống tòa lầu cát, tạo thành hoa văn hết sức đẹp mắt nhưng bên trong lầu cát thì thanh tịnh rầm mát trang trí tao nhã bàn ghế đều cực kỳ lịch sự khiến cho ai nhìn thấy cũng hài lòng thoải mái hai vị ở chỗ này trong chốc lát nha trưởng lão cười lương là trưởng lão nội môn phải cần chút thời gian mới có thể chạy tới đây gặp được á nam tử hơi mập ấy nấy nói nhưng nhanh chóng dâng lên hai cái chén linh trà hàng lập gật đầu không có đụng linh trà nhưng bạch tú viện đối với trà đạo cảm thấy khá hứng thú tinh tế nhâm nhi thưởng thức nam tử hơi mập cũng không hề rời đi mà ở một bên hầu hạ gần nửa ngày sau hàng lập lẳng lặng ngồi cũng không có sốt được chút nào ý niệm trong đầu dâng lên cuồn cuộn những năm gần đây một mặt hắn bay đến đây một mặt thì hắn âm thầm thi pháp cảm ứng thành trúc phong vân kiếm và giải đậu nhân điều làm cho hắn vui mừng chính là càng đến gần dãy núi trung minh thì cảm ứng mơ hồ này càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn xem ra thanh trúc phong vân kiếm và giải đậu nhân có đến tám chín phần mười ở cùng cái dãy núi trung minh này mà muốn tìm hai cái kiện bảo vật bị mất này chỉ có tiến vào chút Long Đạo trước, còn lại thì tính toán sau. hết tập 42, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.